thế mà được à? Con đuổi đi rồi. Mai mày tìm mày chơi với tao nhá. Không có mẹ đâu, không ăn, không mẹ, ở. Mẹ, mẹ, đi về, mẹ đi về, không ăn đâu. Này, ăn đi. Mẹ ơi.
Thank you.
Ay, 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 ay.
thấy đồ hết rồi. Sao lại cái này lại để đây nhỉ? Ra đây này mà. À, vào nhà mình nha. Con nữa đâu? Con nữa đâu? Hả? Em nữa đâu? Lu! Mà em nữa đâu? Hả? Em nữa đâu? Lu! 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 À, nó đi đâu nhỉ? Vào mày lục hết cả nhà cửa. Lu! Lu! Ai lấy mất con chó không mày? Lu!
đâu rồi, mong chị về. Về rồi. Đến đây mẹ chả bảo con đón mẹ uống nước đi. Lâu không thấy con thì mẹ lên thăm các con. Mẹ uống nước đi, vợ chồng con có mạnh khỏe không? Con vẫn khỏe. Thế Trương đâu rồi? Nhà con mẹ cứ uống nước đi, chồng con thưa chuyện mẹ sau. Mẹ đi đường có mệt không? Mệt. Vâng, đi đường nó hơi xa. Thế gia đình nhà mình ở nhà có khỏe không mẹ? Có, lâu mẹ không thấy các con lên thăm thì mẹ chả biết các con có mạnh khỏe không. Vừa chồng con vẫn khỏe nên nên là kinh tế nó khó khăn, vừa chồng con phải đi làm nên chưa có thời gian về thăm bố mẹ được. Thế mẹ ở đây ăn cơm để con nấu nhá. Trương đâu? Nhà con đi gái, thế hôm con bắt được con đuổi đi. Thế sao con đuổi đi? Đi bao nhiêu lần rồi, không phải là một hai lần mà bao nhiêu lần con nhìn thấy con bắt gặp rồi. Thế người ta còn đến tận nhà, thế con đuổi đi rồi. Lần này là lần con đuổi đi luôn. Cái thằng này thì nó người tốt mà, nó hay đi giúp người mà. Thế thế con cũng ghen nó à? Đấy là thật chứ không phải là ghen. Thế là nó như thế nào? Hôm đấy con đi chợ về, tình cờ con nhìn thấy anh đấy mà cô đấy đi. Thế là con đi theo đằng sau về, anh cứ sửa nhà sửa cửa cho người ta. Thế xong con mới vào. Vào xong thì... con mới chứng kiến tận mắt, xong con về. Con về thì con đuổi nhà con đi luôn. Thế mà con cũng ghen được à? Thế con có tự bắt được tay không mà con ghen? Hôm đấy con nhìn thấy tận mắt vào nhà người ta, con nhìn thấy tận mắt rồi còn gì nữa. Thế bao nhiêu, thế mẹ sống với nó mẹ không biết à? Mẹ không biết đâu, bây giờ tính tình thay đổi rồi. Tính thằng này nó thế đấy, nó hay đi giúp người mà. Không con phải khác đâu. Hôm trước con đi tìm anh đấy cũng thấy cô đấy cũng ở đấy. Con đi tìm ở lều anh đấy dựng cũng thấy cô đấy ở đấy rồi. Nên là con không vào nữa. Con quay lưng con về rồi. Từ giờ con không ở với anh đấy nữa. Con làm. Con làm thế mà được à? Thế mẹ phải ở vào hoàn cảnh con mẹ mới biết chứ. Thế bây giờ mẹ cho đất đai các con thì các con sống như thế à? Tại anh đấy phản bội con thì con mới làm thế. Con mà làm thế mà được à? Bao nhiêu con có biết đấy không? Con làm thế con mẹ ở bao nhiêu lâu mày biết tính mà? Mẹ không biết đâu, bây giờ tính tình thay đổi rồi. Thế con có tìm hiểu được hết chưa? Con tìm hiểu rồi, con nói con đuổi đi. Con làm thế mà được à? Con đuổi đi rồi. Đuổi con mà biết tính tình của nó chưa? Tính tình bây giờ thay đổi rồi mẹ. Cái gì cái, con cũng phải từ từ tìm hiểu mà để con đấy chứ, con lúc nào con đuổi đi. Đi được mấy lâu rồi? Đi được một tuần. Bây giờ con không được, phải đi tìm nhá. Không tìm về thì mấy hôm nữa tao về chúng mày khác thấy. Tao đéo ở đó, đi về ơi. Mẹ ở đây đi mẹ. Thôi. Mẹ ơi mẹ.
Mẹ ở đây, đây con đứa con ăn cơm, mẹ đi đường mệt mỏi rồi. Mày cái gì? Mày không ơi. Mày ấy không ăn, không